Linh ơi. Dạ. Con bỏ rồi vô tủ vậy mẹ đi. Dạ mẹ chứ ok. Làm gì mà phải giữ thế gì cho tôi? Tôi đâu tội nghiệp cho tội nghiệp cho con già này nè. Hello, xin chào tất cả quý vị. Không ai nghe gì hết. Mỗi chuyện xin trụng phòng. Xin bực thêm đó. Bây giờ con đại là mình đứng ngay đó. Mình đứng ngay đó chụp hình. Xin tái ngộ với cô. Dạ hôm nay xin chào cô ạ. Dọn về chỗ mới rồi. À, dọn về chỗ mới rồi hả? Ừ, chỗ mới đâu chú? Kế bên chỗ cũ. Nghĩ gì đây? Trời ơi, làm chuyên nghiệp quá, giỏi quá ta. Lên để mẹ nói nghe, con nhớ con giúp mẹ làm bỏ đồ vô tủ từ hồi lúc mấy tuổi không? Từ lớp 4 tuổi. Từ lúc 4 tuổi hả? Là biết phụ mẹ làm hả? Rồi, giỏi lắm. Giỏi lắm à. Vậy chừng nào lau phòng cho mẹ? Hôm nay hơi dơ dơ rồi đó. Chừng nào lao? Chút nữa nha. Dạ. Ok, rồi thank you. Hello, Bảo Lộc với Hồng Loan xin kính chào quý vị, cô bác, anh chị, các bạn thân mến. Dạ, Hồng Loan xin chào tất cả mọi người ha. Hôm nay là xếp nguyên một đống quần áo quá trời luôn. Đỡ quá, có bé Gia Linh hát. Bé Gia Linh nó giỏi hơn ba nữa. Bé Gia Linh biết phụ mẹ xếp đồ vô, còn ba không biết làm cái gì chứ. Kêu ổng làm nhiều khi còn mệt hơn á. Kêu ổng để đồ vô tủ thôi hả, mà để cũng để không có ngay ngắn nữa. Hồng Loan là để đồ ngăn nắp lắm. Áo là bao nhiêu chồng nhiêu nhiêu, rồi quần sọt để đâu, quần dài để đâu, ngăn nắp từ chút một chút. Ổng vô nhét nhét vô, xong mỗi lần mà vừa mới bước vô vừa mở ra, trời ơi. Cái chương trình bán đứng gia đình á quý vị. Trời ơi, vô là phải là làng không à. Không biết mấy ông chồng khác có vậy không ta. Mấy chị phụ nữ lên ủng hộ Hồng Loan coi làm sao nha. Bé Gia Linh Loan dạy từ hồi 4 tuổi nha, là bắt đầu biết sắp quần áo vô trong cái tủ rồi. 4 tuổi là bắt đầu phụ mẹ rồi. Rồi hình như là 4 tuổi mấy, 5 tuổi là bắt đầu sắp tập cho trải giường. Rồi mới đây là ba Bảo Lộc dạy cho rửa chén. Cái vụ đó là để phụ ba Bảo Lộc. Trách nhiệm nặng nề. Mỗi lần ăn cơm xong là trách nhiệm là rửa chén. Hình như ông chồng nào ở bên đây cũng vậy phải không quý vị? Ai mà ở bên Mỹ hoặc là ở bên Úc, hoặc là ở mấy cái coi như là ở nước ngoài, thì đều có cảm giác đó hết. Nó giống như Lộc. Mới đầu qua mình thấy nó hơi lạ lạ, hơi kỳ kỳ ha. Ai tự nhiên cái ăn cơm xong cái ông chồng lại cái đứng rửa chén mình ên à, trong khi mà mọi người cũng đang còn ngồi ăn. Mà mình thấy nó hơi nghịch lý chút, nhưng mà riết rồi mình thấy nó ổn bình thường, cái chuyện nó bình thường. Lộc nói vậy cũng có mấy anh cũng chắc hưởng ứng chung với Lộc ha. Bắt tay cả nhà. Thật sự cuộc sống ở bên Mỹ mình là vợ chồng phải biết san sẻ nhau. Chứ không phải là công việc của ai rồi bắt buộc phải làm hay gì hết. Tại vì ông Loan nghĩ bên Mỹ thì phụ nữ cũng đi làm, đàn ông cũng đi làm, ai cũng phải làm hết. Cho nên thì chia sẻ nhau công việc làm thì gia đình nó đầm ấm, nó không có đấm ầm ầm ha quý vị ha. Có không? Nhiều khi đấm ầm ầm, không có đấm ấm. Đấm hồi nào? Nói như lát tắt máy rồi tôi đấm cho biết. Hồi nãy giờ đấm tôi đó, nãy giờ bán đứng là đấm rồi đó. Thôi, bây giờ mình trở lại vấn đề nha. Bây giờ là 2 giờ 45 phút, Hồng Loan xin thông báo cái tình hình dịch bệnh của nước Mỹ đến tất cả quý vị. Số ca bệnh là 876.174, số người mất là 49.651 và số người được chữa khỏi là 85.010. Số người chữa khỏi thì
cũng tăng được 1.000 mấy thôi à quý vị, mà số ca bệnh vẫn còn tăng rất là nhiều. Mà có khoảng 20 tiểu bang trên nước Mỹ, từ cái miền Nam, cái khu vực mà miền Nam, miền Trung nước Mỹ là có khoảng 20 tiểu bang là họ đã có dự định mở cửa trở lại. Thì Hồng Loan chưa biết chính xác là tiểu bang nào, thì trong đó thì cũng có vài tiểu bang thì họ ít bệnh thôi thì ok. Giống như bữa mình thấy Texas, tuy là cái tiểu bang nó rất là lớn nhưng mà thật sự là ít người bệnh. Đó. Thì Tổng thống Trump cũng đưa ra một cái kiến nghị là ông quyết định là vào khoảng 30 tháng 4 á, là sẽ cho mở hết tất cả những công viên quốc gia để cho mọi người có thể vô để mà relax hay là picnic này nọ. Đó là cái lệnh của Tổng thống Trump. Lệnh Tổng thống Trump ông có nói là ông khuyến khích mở cửa, nhưng mà mở cửa phải theo từng giai đoạn nha quý vị. Giống như ông đã phản đối cái hành động của ông thống đốc của bang Georgia đó. Ông thống đốc bang Georgia là nói là sẽ mở cửa tuần này, mà ông mở một cái là ông mở hết luôn, mở luôn cả làm nail, cắt tóc, rồi xăm mình nữa. Những cái nghề đó là nghề gì? Dễ truyền nhiễm. Dễ Ừ. truyền nhiễm lắm, là phải gần gũi nè, rồi ngay cả tiếp xúc nhau này nọ cũng nguy hiểm lắm. Cho nên ông cũng nói là mở cửa với điều kiện là mình phải tuân thủ theo từng giai đoạn của CDC, chứ không phải là nói mở là mở hết như vậy là không có an ninh, không có mở hết như vậy là không có bảo vệ được sức khỏe cho mọi người. À, có một cái tin nữa là nó thuộc về technologic, high tech nha, là một cái hãng của ở Connecticut đó, cái hãng Dragonfly là nó giới thiệu một loại máy bay drone đó, máy máy bay mà không người lái đó, máy bay nhỏ nhỏ mà mình điều khiển đó để quay phim hoặc là mình giống như mình chơi của người lớn đó, thì cái máy bay này nó có gắn thêm cái hệ thống là đo thân nhiệt từ xa. Cái Hay máy ha. bay này cái nó chuyên dùng để làm cho để phát hiện ra những người có bị bệnh COVID-19 không quý vị. Thì cái tên của nó là Pandemic Drone. Đó, thì nó có thể cách xa mình 190 feet Là phải là khoảng 60 mét. 60 mét đó, Wow. thì nó có thể đo thân nhiệt mình, đo nhịp đập trái tim của mình. Đó. Rồi nó có thể phát hiện là mình có bị ho hay là bị nhảy mũi, nói chung là những cái biểu hiện của bệnh COVID-19. À, thì cái công ty này họ nói là họ đã thử nghiệm qua rất là nhiều và kết quả cho ra rất tốt, cho nên hiện giờ cảnh sát ở bên đó cũng có bắt đầu sử dụng, và khi mà cái máy bay nó đưa lên thì cảnh sát sẽ là người control nó. Điều khiển Đó, và những cái thông tin ở trên cái máy đó đó, khi mà nó phát hiện ra cái người nào thì nó sẽ đưa thông tin xuống cho cảnh sát ở dưới đây và họ sẽ biết. Có nghĩa là trong một cái đám đông nhiều người đó, nhiều khi cái máy bay nó cứ bay qua bay lại vậy đó, mà nó có thể phát hiện ra những người mà có gọi là có cái biểu hiện mắc bệnh. À, hay quá ha. À, nói về technology mà về mà phát hiện cá nhân như vậy đó, thì lúc kỳ Lộc năm ngoái, năm trước nữa, là Lộc có đi cái nắp show mà là hôm qua Lộc có nói quý vị là Lộc đi cái chỗ mà nói về những cái technology mới nhất đó, thì là Lộc đã được xem một cái Lộc rất bất ngờ. Có nghĩa là một cái computer nó có một cái camera, hễ mà ai đi ngang qua thì nó nhớ cái mặt người đó. Mình nói mình tưởng chuyện giỡn nha, nhưng mà chỉ cần trong vòng 1 2 giây thôi, nó có thể nó capture cái mặt của mình, nó copy cái mặt của mình, nó lưu trong hệ thống của nó. Rồi sau khi mà chẳng hạn như một dài một mình đi vòng, mình đi quay lại, nó biết mình hồi nãy đã tới chưa, nó count cho mình là nó đếm cho mình là mình đã tới được 1 lần, mình tới được 2 lần, mình đến được 3 lần. Có nghĩa là cái technology bây giờ nó rất là mạnh, cái hệ thống nó rất là thông minh, Nghe nhận 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 face. face mà nó biết được là chẳng hạn như mình đang cầm cái giỏ, cầm cái iPhone, cầm cái vali, đi chiếc xe đạp, trong túi mình có cái gì, nó biết luôn. Mà mình thật sự mình giống như mình bất ngờ, giống như trong phim mà Nghe 007 hay là nghe gì giống như đó. tưởng tượng như ma.
mà có thiệt đó quý vị, cái đó là có thiệt đó, là Lộc đã từng chứng kiến rồi. Lộc thấy là mình muốn thông báo cho mọi người biết được cái thông tin mới của technology bị hiện tại bây giờ nó cao đến mức độ đó. Anh có nhớ hồi kỳ em mới nói với anh bây giờ mà ai mà chế tạo ra một cái phần mềm trên cái phone á, mà khi mà nhìn vô cái phone á thì mình biết được là mình có bị nhiễm virus hay là không, anh nhớ không? Nhớ à, Hồng Lan có một cái ý tưởng đó, nhưng mà Hồng Lan biết chắc chắn là mình không làm được, nhưng mà không biết mà người nào mà chế được cái phần mềm đó ra đó là chắc chắn là hốt bạc luôn. Này cái hãng này nó chế rồi đó, là có nghĩa là nó chụp hình từ xa và nó đo thân nhiệt. Nó đo thân nhiệt từ xa có đó quý vị, là có một cái máy đo thân nhiệt có thể cách xa được mười mấy mét, mình bấm vô cái đó mình biết là ở đó bao nhiêu nhiệt độ bao nhiêu. Để máy gì? Đâu, ở đâu có? Ở đâu có? Mua nào? Đấy. Còn cái máy này ai cũng có đó, ai cũng biết. Rồi, tối ngày à, cứ lên online à, mua đồ cùng lum hết trơn á. Cái gì ổng cũng mua, cái gì ổng cũng có hết trơn á, mà hỏi anh mua nào chứ. Có nghĩa là khi mà mình ngại mà tới gần đó thì cái đề bác sĩ hoặc là những cái người nhân viên y tế đó, họ đâu có lấy cái cây để chọc vô miệng mình hoặc là ấy vô người mình. Họ từ xa họ bấm một cái laser nè. Quý vị thấy cái laser không? Đó, cái laser nè. Thì ghê, giống đó. Cảnh sát mà bấm tiền á. Nó hiện ra được cái nhiệt độ của mình. À, nhiệt độ của mình. Nè, để nữa đây. À, ok. Đây. Nè, 97.5 là nhiệt độ trung bình. 98 độ là bình thường, vậy thường. Là em hơi bị lạnh nè. Tại mới lạnh. mới tắt. Mấy ngày nay Cali bắt đầu nóng quá. Lộc thấy cái này hiện tại giờ là mấy bác sĩ y tá bên Việt Nam hoặc là bên Mỹ hoặc bất cứ cái chỗ nào mà về mà sức khỏe mà về đo nhiệt cho coronavirus đều có một cái hết, thì Lộc cũng có order một cái để mình thử. Mua lâu rồi. Sao mua nào, mua ở đâu? Cái này là mình mua trên Amazon nha quý vị, Amazon. Thế nào cũng có người hỏi Lộc là Lộc chuẩn bị thì đưa cái link cho mọi người để vô mua đi ha. Cái này là Lộc mua cái loại này không phải là cái loại chuyên về để đo sức khỏe, để đo cơ nhiệt trong người, không phải. Nhưng mà nó để đo những cái, dù như Lộc, tại Lộc làm đồ đó, nhiều khi xa mình muốn bấm như cái chỗ đó mình coi có nhiệt độ nó có bị tăng hay không đó, mình bấm xa được. Thì đồng thời cái này nó cũng đo được thân nhiệt, nên mình điều chỉnh được rồi sao. Nhưng mà đo thân nhiệt nó cũng chỉ là một cái rất là nhỏ trong cái triệu chứng bệnh virus Vũ Hán thôi. Đó. Mà phải chế cái phần mềm nào mà nó đo thân nhiệt, nó đo như thế nào để mà biết là người đó có bị bệnh hay không. Đó, cái đó là dữ dội đó. Ai mà làm chuyên về cái lĩnh vực mà đó gọi là cái gì anh ha? Viết software, viết phần mềm. Đó là hốt bạc luôn. Thì mới giờ đây thì bên công ty Google với là Apple đó, họ cũng kết hợp với nhau. Họ dự định đưa ra một cái là họ có thể phát hiện được ở xung quanh mình có người bệnh hay là không. Khi mà mình có cái phần mềm đó trên phone thì mình đi tới đâu thì có người bệnh là nó sẽ báo hết. Nhưng mà với điều kiện mình phải đồng ý chia sẻ những cái riêng tư của mình vô cái phần mềm đó, cũng như là nhiều người phải có cái sự chia sẻ đó thì nó mới có thể nó phát hiện ra điều đó. Cũng như là những người bệnh đó thì người ta phải biết là đã có bệnh phải có khai báo rồi, thì họ đi đâu, họ làm gì, thì trên cái phần mềm đó nó sẽ lưu giữ lại, thì khi mình đi gần họ thì mình cũng sẽ biết là kế bên mình là có người bệnh như vậy. Mà điều này thì em thấy cũng khó, tại vì nó yêu cầu là mình phải chia sẻ những cái vấn đề riêng tư, mà nếu biết đâu mai mốt rồi nó lấy những cái thông tin cá nhân của mình nó bán ra, nó làm gì thì mình không có cãi là được, tại mình đã đồng ý mình ký cái đó rồi. Đó, cho nên cũng khó lắm. Quý vị biết không, từ khi Trung Quốc nó mở cửa cho Vũ Hán tới hôm nay là 15 ngày ha, hồi hôm 8 tháng 4 cho tới bây giờ thì ngày hôm nay nó phải đóng cửa một cái thành phố. Để Hồng Loan đọc cho quý vị nghe, cái thành phố đó nó tên là Harbin, và tiếng Việt mình nó dịch là Cáp Nhĩ Tân. Cái tên này Hồng Loan nghe cũng lạ quá. Cáp Nhĩ Tân cũng nghe vài lần đó em. Không, nhưng mà em không nghĩ tiếng Trung Quốc nó giống như một cái nước người châu Âu vậy đó ha. Thì cái thành phố này là nó có 11 triệu dân. Thì cách đây
mấy tuần thì có một cô gái từ New York bay về cái thành phố đó. Thì khi mà cô bay về, cổ đã cách ly 14 ngày. Và trước khi cho đi ra ngoài đó thì cũng đo thân nhiệt và cũng đã thử virus Vũ Hán, nhưng mà cô không có nhiễm bệnh, thì cho nên cô được thả tự do đi ra ngoài. Thì cô tham dự vô một cái buổi tiệc. Buổi tiệc ngày hôm đó thì mấy ngày sau có nhiều người có triệu chứng. Thì người ta mới kiểm tra hết sức khỏe của những người trong đó. Hiện giờ đã phát hiện 70 mấy người là bị dương tính rồi quý vị. Và trong đó là có 20 mấy người á, không có triệu chứng gì hết. Đó, như vậy là cái bệnh này nó cũng rất là nguy hiểm nha. Nhiều khi mình đã bệnh mà mình không triệu chứng gì hết thì mình đi khắp nơi mình sẽ lây cho rất là nhiều người. Và ngày hôm nay nó đã đóng cửa cái thành phố Cáp Nhĩ Tân. Lúc Kỳ Lộc cũng có nghe một cái ví dụ là ở Việt Nam, ở bên Mỹ cũng có, là trường hợp người ta bị đã âm tính 3 lần, xét nghiệm âm tính 3 lần và bên Bộ Y tế họ cho về nhà. Nhưng mà khi về nhà, chừng vài bữa sau đó, quay trở lại, triệu chứng là ho, nóng, sốt đó. Triệu chứng bây giờ thành lại giờ dương tính. Hình như là bệnh nhân số 22 và bệnh nhân số 50 thì phải rồi bị cái triệu chứng đó. Thì Hồng Loan nhớ bằng máng thôi, không biết cái chính xác hay là không. Nếu mà có sai thì quý vị cũng bỏ qua nha. Thì Hồng Loan nhớ bằng máng vậy. Thì nó giống như cái con bệnh nó nằm trong người, nó ủ, nó ngủ, nó chờ vậy đó. Cũng rất là nguy hiểm ha. Có những người khi mà đã bệnh rồi, hết bệnh thì họ có cái kháng thể, họ không bị bệnh lại nữa. Hay là những cái người đó là họ đã chưa hết hẳn, họ vẫn còn, họ chưa hết hẳn. Chứ còn nếu mà hết hẳn á, là máu mình sẽ lấy huyết tương ra và trị bệnh được cho những người xung quanh. Thì lúc đó mình có cái chất kháng thể đó. Trong con người của mình nha quý vị, là có những người có chất kháng thể đó. Cho nên khi mình đã bị nhiễm con virus đó đó, mình không bệnh. Nhưng virus nó nằm trong người mình. Có thể mình lây lan cho người khác. Thì Hồng Loan có nói quý vị cái thuốc mà Remdesivir đó, là nó, người mình nó kháng thể, ví dụ như nó chỉ kháng thể chống lại được khoảng 1 triệu con virus thôi đó. Nhưng mà khi nó xâm nhập vô cơ thể mình thì cơ thể mình kháng thể chống lại được, nhưng nó xâm nhập vô rồi nó sẽ nhân ra, nó nhân cấp số nhân rất là nhiều, thì kháng thể mình dù có đi nữa đó, rồi từ từ thời gian mình cũng sẽ không chống lại được. Thì cái thuốc Remdesivir đó, nó đưa vô người mình, nó sẽ làm cho con virus nó không sanh sôi nảy nở. Đó là lý do vì sao nó có thể ngăn chặn sự sanh sôi của con virus và từ từ nó tiêu diệt con virus đó. Cho nên thôi bây giờ mình hy vọng đi, Hồng Loan thấy cái thuốc mà Remdesivir này nó khả quan ghê đó. Tại vì nó ít tác dụng phụ hơn là cái thuốc sốt rét. Thuốc sốt rét thì nó bị tác dụng phụ đối với những người bị tim mạch, những người bị gan, rồi những người bị tiểu đường đó. Nhưng mà cái thuốc kia đó, thuốc Remdesivir đó, thì người ta chưa, Hồng Loan chưa nghe nói cái tác dụng phụ nó, thì mình thấy nó có vẻ nó khả quan. Thì Hồng Loan cũng nghe những nhà nghiên cứu nói có thể vào ngày 30/4 này nè là mình sẽ biết kết quả là có được sử dụng thuốc đó hay là không, và FDA có chấp nhận cho thuốc đó hay là không. Một cái tin vui nữa cho chúng ta ha. Thôi bây giờ mình nói tới chuyện vui đi. Có một cái anh này nè, anh chế tạo ra rất là dễ thương luôn, để cho con cái mình trong nhà nó không đi ra ngoài công viên đi chơi được đó. Một cái cầu tủa không phải máy mà là không phải là một cái máy mà là một cái cầu tủa ha. Cầu thang, cái ảnh làm thùng sắt nè, thấy không? Đó, rồi tủa từ trên tủa xuống. Một cái thùng cơ mua trong Home Depot thì nó thương. Đó, một mớ thùng luôn, hay ha. Nhưng mà ok không vậy? Sẽ thấy cũng hơi nguy hiểm nha. Không, nhưng mà mình phải coi. Thì nó cứ sắp xuống vậy nè. Nhưng mà em nghĩ giữa mấy cái bậc cầu thang là mình phải chêm đồ vô. Nó chạy mà cái lưng nó chạy là từng chắc chết. Chắc gãy xương sống à. Cũng vui ha, làm gì cho Linh chơi đi. Đi mua đóng thùng về làm chứ gì đâu. Lập với Loan cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho cái video ngày hôm qua đó. Hôm qua có người kêu là thêm mít á, gỡ cái đầu ra để ở nhà, hoặc là lột ra lấy cây chọt vô rồi để ở ngoài nắng,
Nhiều người chỉ cái lọc gom lại mới lọc một thứ. đem đem bít vừa đục lỗ rồi vừa phơi nắng, mọi người nói trời ơi nó thối chết. Ngày hôm nay sẽ sửa chữa lỗi Sửa chữa, lầm. sửa chữa. Dạ, nhân đây thì Hồng Loan cũng xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ha. Như là cảm ơn Trí Nguyễn nè. Đến hẹn lại lên, tôi ở Indiana, mỗi đêm cứ đúng 12 giờ leo lên giường là mở coi hai vợ chồng xong rồi mới đi ngủ. À, như vậy là ngoài đem tới tiếng cười cho mọi người, mình còn đem được giấc ngủ giấc ngon ngủ nữa. ngon nữa ha. Chị Phương Trần là chị ở Canada thì mỗi đêm cũng đều coi hai vợ chồng nói chuyện rất hay, là rất là vui vẻ. Cảm ơn chị. Hà Lê thì nói trời ơi, nhìn trái mít ngon quá, chúc gia đình luôn khỏe, hôm nay lộc giỏi quá, làm gia đình phụ má vợ. Vân Định hay Vân Đinh gì á ha. Chào hai em, mấy tuần nay phải ở nhà, ngày nào cũng đợi clip hai em lên là coi liền. Vợ chồng chị rất thích coi và nghe hai em nói chuyện. Cảm ơn chị. Cho em gửi lời cảm ơn anh luôn ha. Rồi Ngân Phùng thì khen bé Gia Linh nè. Rồi Hoa Quỳnh thì cũng khen Gia Linh thôi. Gia Linh cái video hôm qua là chắc là chiếm được tình yêu thương của cô chú nhiều lắm, là tại vì lăn nhà với thấy thương quá phải không? Nhiều khi thấy con mình làm việc thấy cũng thương lắm đó. Nhưng mà thôi cũng phải bắt làm, tập làm cho quen. Chứ mình đâu có thể nào mà mình cứ làm cho con mình chăm sóc, mình lo hoài, mai mốt lớn lên ra đời không chịu làm gì hết, không biết làm gì hết thì không có tốt phải không quý vị? Hello. Sorry. Ok. Nhưng mà con mới nuôi gì ở đây được nha Linh. Lên lên Linh, lên Linh. hay Lại đóng cửa đóng giùm cửa mẹ. Thank you. Bạn Nguyễn Charlie á, thì nói là chừng nào có nút bạc á, thì nhớ báo cho mình biết nha. Có nghĩa là chừng nào mà Hồng Loan với Lộc mà được 100.000 subscriber đó là mới được nút bạc. Gần được rồi đó, mình được 30.000 đó. Không, nhưng mà thật sự là từ hôm mà Loan với Lộc có nhắc quý vị cái vấn đề mà share share ở trên Facebook hay là trên Instagram hay là Zalo, rất là nhiều mạng xã hội mà quý vị sử dụng á, thì share giùm Loan với Lộc thì subscribe nó sẽ tăng. Thật sự là trong vòng 5 ngày nay là subscribe tăng được khoảng 4.000 đó quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều lắm, tất cả là nhờ tất cả quý vị hết đó nha. Nhớ giúp cho Loan với Lộc ha. Và chú Frank Hút thì nói là nhà Hồng Loan đẹp quá, sân trước sau gì cũng đẹp hết. Ba Bảo Quốc là thần tượng của gia đình tôi. Thay mặt Ba Bảo Quốc cảm ơn Cảm tất ơn cả chú. mọi người trong gia đình của chú ha. Có chị tên là Sim Gip. Sim Hồng Loan không biết đọc đúng là như thế nào, chắc có lẽ nickname thôi, Sim Gip. Thì chị có hỏi là Hồng Loan xài cái kem dưỡng da gì, chỉ cho chị biết để mà chị mua chị sử dụng. Thì chắc có lẽ nay mai gì cái Lộc quay cho Loan một cái clip mà nói về cách Loan xài kem dưỡng da ha quý vị ha. Bây giờ đã làm cảm ơn tới Bích Phan. Chị cũng là fan mà fan cứng nha. Fan cứng thầm lặng theo dõi. Nhiều cái từ nghe dễ thương quá Fan cứng là có nghĩa là coi như bảo đảm chắc chắn là fan này nó không bao giờ thay đổi phải không chị? ha. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi oh my god. Oh my God. Oh my god, một cái bạn nickname là oh my god, thì cảm ơn Hồng Loan đã share cho mọi người những cái thông tin quý báu. Hồng Loan cũng cảm ơn oh my god. Rồi bạn Pepe Willy PV thì bạn có chỉ cho Hồng Loan tên những cái loài hoa mà mẹ và Hồng Loan không có biết á. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Nếu mà bạn biết có những cái hoa nào mà đẹp dễ trồng á thì cho Hồng Loan biết để Hồng Loan nịnh mẹ, ok nha. Mẹ thích hoa lắm, muốn nịnh nên là cứ mua hoa đem về cái là muốn gì là được hết rồi. Nhân cái trang YouTube này thì Hồng Loan cũng gặp gỡ được một cái người bạn học ở trường Trần Hưng Đạo. Ở đây những người mà xem YouTube của Hồng Loan có ai học Trần Đạo nè, Bùi Thị Xuân nè, rồi sau đó là Hồng Loan học trường mà
đại học mở, đại học quản trị kinh doanh, đại học mở. Đó là những người bạn học ở nhà lên tiếng cho Hồng Loan biết ha. À, có một cô là cô Hà Anh. Bảo Lộc có khoe cái cây ná mà Bảo Lộc làm đó. Cô nói là Bảo Lộc ơi đem ná qua nhà của Leon Vũ. Chim nhiều lắm, bắn thử đi. Bắn chim Leon Vũ là Leon Vũ chửi chết. Trời ơi, chim Leon Vũ là Leon Vũ cưng như là cưng trứng vậy đó. Không. Nói nghe mắc cười với chim Leon Vũ. Leon Vũ có nuôi một cái lồng chim bự lắm, nhiều chim lắm. Dạ. Rồi Leon Vũ còn nuôi tới 7 con chó. À, trời ơi, Lộc mà đem cái ná đi qua bên đó bắn mấy con chim á là Lộc sẽ không lối thoát khỏi đi ra khỏi nhà Leon luôn. Coi mặt hiền hiền vậy chứ dữ lắm á. Bữa giờ gọi Lộc nói, Lộc ơi, chính phủ cho mở cửa rồi Lộc làm việc lại chưa để lời Leon qua thu chắc một hai bữa nữa Lộc qua chắc gọi cho Leon rồi cái gì quay cho cái gì coi Leon qua thu làm sao quay lén có một cái fan cứng nữa là Quỳnh Lộc nói là có một người bạn cũng fan cũng cứng mà thầm lặng tên là Cu Tèo nên muốn nói tên để mà chào Cu Tèo hôm nay tại vì Cu Tèo không dám comment ở trên đây. Comment đi Cu Tèo. Cu Tèo comment cho Loan với Lộc biết ha để mình có thể nói chuyện với nhau. Và Hồng Loan cũng xin chào em Trê Trần, người đến từ Pháp, cũng là một người yêu thương Loan với Lộc. Rồi chị Kim Đỗ thì có lẽ là yêu bé Gia Linh. Cũng như là Kuri Levi, cây ná bắn chim hay lắm bạn. Bữa nào cắt cây làm thử ná giống Lộc ha. Với lại có bạn Quỳnh Giao, bạn hỏi là cái đồng hồ của bà Bảo Quốc là cái đó là Apple Watch nha Quỳnh Giao. Quỳnh Giao hay là tất cả quý vị có cần thì lên Google mình search Apple Watch mà series 5 á. Đó là cái loại mà ba của Hồng Loan đang sử dụng. Loại hiện tại giờ giống như iPhone 11 bây giờ giống như mới nhất hiện giờ là Series 5. Nó có cái loại là 38, 40, 45. Có nghĩa là cái kích cỡ màn hình đó, cái size màn hình đó thì cái cô ba đeo là như là 45 thì là lớn tại lớn tuổi nhìn cái đó cho nó lớn, cho nó dễ nhìn. Dạ, rồi. Loan với Lộc cảm ơn mọi người rất nhiều. Mỗi ngày mở lên á, cái clip của Loan với Lộc thì có được càng nhiều người comment vô. Cảm thấy rất là ấm lòng trong cái mùa dịch này. Có cái gì nào muốn hỏi, yêu cầu hỏi gì về Loan với Lộc thì cứ comment đi, Lộc sẽ trả lời nha. Nhiều khi không dám hỏi phải không? Với lại cảm ơn quý vị. Quý vị nhớ là bấm nút subscribe đây nè. Xong rồi bấm nút like kế bên. Rồi xong cái bấm copy share. Share nha, nhớ share nha, share mới được thêm subscriber nha. Nhưng mà những người nào mà đã theo dõi kênh của Loan với Lộc mà lâu rồi mà thấy thích thì nhớ subscribe cho Loan nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Quý vị có bị cái cảm giác mà khi mà hai vợ chồng ngồi chung nhau mà tối ngày ông chồng cứ dán mắt vô điện thoại không? Có ai ghét cái vấn đề đó không ta? Hồng Loan chỉ cho anh chiều này nha. Cho Lộc coi luôn ha. Đừng giỡn. Bà này âm thanh mà chơi những cái... coi cái chiêu này mình áp dụng có lý lắm. Đó, thấy không? Dán mắt điện thoại thấy chưa? Thấy chưa? Em dám làm không? Sao không dám? Thử bữa nào ngồi thử... bắt đầu kể từ hôm nay đi, ngồi kế bên tôi mà mắt mà dán vô điện thoại khi tôi kêu Gia Linh làm. Cái điện thoại này có tính không? Này là hai vợ chồng cùng dán mà. Rồi rất cảm ơn quý vị ha, hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, hy vọng là tương lai sẽ sáng lạn, bệnh dịch sẽ mau hết, chúng ta mau được mở cửa với sự an toàn cho sức khỏe ha quý vị ha. Kính chúc quý vị lúc nào cũng nhiều sức khỏe, gia đình cũng lúc nào cũng hạnh phúc, an khang và thịnh vượng. Chào quý vị.